11 triệu đồng cho một chiếc máy tính với khả năng chơi gần như mọi game hiện hành, với các mức cài đặt đồ họa từ vừa và cao ở độ phân giải Full HD. Sử dụng CPU 4 lõi 8 luồng đến từ dòng họ AMD, chính xác là Ryzen 5 1400. Đi kèm là các đồ họa GTX 1050 2GB và RAM 8GB. Hãy cùng mình trải nghiệm bộ máy này để xem giấc vụ thường ngày cũng như các công việc nặng và game 3D sẽ được xử lý ra sao nhé. Trước tiên là màn vòng quanh trái đất, chúng ta sẽ được ngắm nhìn vỏ cây Ares Victoria Secret Victoria V3 với lớp phong mica phủ tối. Chiếc vỏ này có khả năng lắp hai quạt 12cm ở mặt trước cũng như là mặt trên, một quạt 120 ở sau nữa và thêm hai quạt ở đáy, khá thoải mái nếu tính về mặt gió máy. Khi các bạn mua bộ cây này tại AnFast thì hoàn toàn có thể nâng cấp lên tản nhiệt nước để ép xung tăng hiệu năng cho CPU hoặc đơn giản là chỉ để cho đẹp. Nội tạng của máy sẽ có CPU AMD Ryzen 5 1400, 4 lõi 8 luồng với xung nhịp khá cao 3.2GHz, RAM 8GB DDR4, các đồ họa GTX 1050 2GB đến từ Asus. Tất cả được gắn trên mainboard Gigabyte A320M DS2 và cấp điện bởi bộ nguồn Asbel Tora 420W công suất thực. Với các linh kiện đến từ những hãng tên tuổi như Gigabyte, Asbel, Asus v.v. thì các bạn sẽ không cần phải quá lo lắng về chất lượng và độ bền bỉ của sản phẩm. Và lưu ý là với mức giá 10.990.000 thì bộ cây này chưa bao gồm ổ cứng. Mình đang sử dụng hai ổ SSD bên trong chiếc máy này và chúng ta sẽ cùng nhau test thử các trò chơi cũng như phần mềm render để xem hiệu năng của chiếc PCAP Multimedia 3 này đến đâu. Đầu tiên là game LOL. League of Legends là game khá nhẹ trong số các game chúng ta test hôm nay. Ở độ phân giải Full HD và mức cài đặt đồ họa cao nhất thì chúng ta có được FPS trung bình là 115. Dota 2 là một tựa game cũng khá tương tự anh em của LOL mà không đội trời chung. Ở mức thiết lập đồ họa cao nhất và độ phân giải Full HD, Dota 2 trên bộ máy này đạt được trên 100 FPS một cách dễ dàng. Khi vào combat lớn thì FPS giảm xuống còn loanh quanh 80, hoàn toàn thừa mức thoải mái để chơi, trong khi chơi không hề gặp phải tình trạng giật cục và lag. Tiếp đến lại là hàng xóm của Dota 2, nhưng mà tức là không phải hàng xóm về cách chơi, mà là hàng xóm về cùng một bố đẻ ra, cùng của Valve. Ở đây là CSGO. Được biết là nhẹ hơn Dota 2 về mặt đồ họa, nhưng cũng là một game đòi hỏi FPS cao để có thể chơi được chính xác. Ở tựa game này thì FPS trung bình ở map Dust 2 là 199 FPS, độ phân giải Full HD và Max Setting. Mình nghĩ với ngần này FPS chúng ta sẽ hoàn toàn không gặp phải vấn đề gì khi chơi. Tiếp tục là một game nặng hơn và mới hơn đôi chút, PlayerUnknown's Battleground. Đây là một game có khá nhiều vấn đề liên quan đồ họa. Chúng ta phải để mức low tất cả để có thể chơi được một cách mượt mà. Số khung hình trung bình thu lại được là 56 hình một giây. Mình nghĩ đây hoàn toàn là vấn đề của game chứ không phải của cấu hình PC này. Tiếp theo là một game nữa nặng không kém mà rất phổ biến, cũng như là rất nhiều người bỏ tựa game này ra để đánh giá cấu hình một PC và luôn luôn muốn hỏi rằng liệu máy mình có chơi được cái game này không. Thì đây chính là GTA 5, một tựa game khá nặng với mức cài đặt medium, độ phân giải Full HD, trải nghiệm chơi hết sức mượt mà ở 76 FPS trung bình. Sau khi test game thành công thì mình cũng thử một số ứng dụng để dựng video và chỉnh sửa đồ họa như kiểu Adobe After Effects, Premiere, Photoshop. Thì các bạn có thể thấy render một comp title ở đây với khá nhiều keyframe hiệu ứng của độ phân giải Full HD thì chỉ mất đúng 30 giây so với chiếc laptop Core i7 Sandy Bridge và các đồ họa GTX 840M của mình. Thì phải mất đến nửa tiếng. Khi preview thì hình ảnh cũng rất mượt mà do các đồ họa và CPU có thể xử lý nhanh chóng, không gây giật cục khi preview. Photoshop có Tool Smudge và Liquify là hai tool cũng đòi hỏi hệ thống khá nhiều để có thể hoạt động một cách mượt mà.
Như ở đây thì mình đang chỉnh sửa bức ảnh có độ phân giải là 12 megapixel với việc nắn bóp khuôn mặt của người mẫu một cách dễ dàng và mượt mà. Mà chúng ta cùng nhau đi tới một cái kết cho bộ máy tính 11 triệu này. Thứ thực mà nói thì nó có thể cân gần như tất cả các tác vụ hiện đời một cách dễ dàng và thoải mái. Mọi game nếu tùy chỉnh cài đặt hợp lý thì đều có thể chơi được mượt mà. Render video và Photoshop cũng rất thoải mái. Nhiệt độ tỏa ra tối đa là 62 độ C cho CPU và 71 độ C cho GPU. Nhiệt độ phòng trong lúc test là 30 độ C. Máy chạy rất ổn và yên tĩnh. Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn về bộ máy tính lắp ráp sẵn tại Alphard PC với cái mã là PCAP Multimedia 3. Chúng ta đã có một chiếc máy tính khá là ổn áp. Hy vọng các bạn đã có thêm được những thông tin nhất định cho bản thân và biết thêm về cái CPU AMD Ryzen mới ra để có thêm những cái lựa chọn các bạn cần trong tương lai. Nếu thấy video này vui vẻ và hữu ích thì đừng quên bấm nút like, đăng ký với channel của Alphard PC cũng như là Joel để theo dõi các video khác thú vị hơn trong tương lai. Một lần nữa, mình là Joel, xin chào và hẹn gặp lại.